Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855 990 9000, 1855 990 9000 hoặc v247power.com. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV cũng như các thính giả của Việt Radio. Đây là chương trình Chào Bình Minh với Phạm Cơ, Vũ Kiểm và Phạm Bảo. Good morning quen. Dạ chào anh Bảo, chào anh Vũ Kiệm, chào anh Bảo. Hôm nay có vẻ hơi mặn rồi đấy nha. Dạ vâng, lúc này lúc nào cũng phải mặn chứ không mặn thì không có chiến đấu nổi với hai anh. Vũ Kiệm kính chào quý khán giả của Việt TV Radio. Cho anh bảo cho anh phạm cơ anh cơ người ta nói là nhất thanh nhị tướng mà giọng sang sảng như vậy là hùng mạnh lắm á. <laughs> dạ à, Tại vì lòng của tôi đang hồi hộp uh, cho <laughs> hai tuần vacation sắp tới thành ra là uh, hôm nay là phải nói hùng dũng lên ngày mai cũng phải hùng dũng rồi uh, hai tuần sau đó mình sẽ tắt tiếng. <laughs> À, kính thưa quý khán thính giả bây giờ chúng tôi được uh, xin được tóm lược uh, những uh, tin tức chính cho buổi sáng ngày hôm nay uh, tin về brexit thì quốc hội anh hôm qua lại bác bỏ tất cả những đề nghị về brexit và cũng vì brexit cho đó uh, chứng khoán âu châu nó bị chững lại uh, thổ nhĩ kỳ thì đảng của ông erdogan chỉ giữ được uh, chức vụ cầm đầu tại các vùng uh, thôn quê mà thôi và Hoa Kỳ cũng ngưng chuyển giao các khí cụ quân sự liên quan đến phi cơ chiến đấu phi phi cơ chiến đấu F-35 cho thổ. Tin Hoa Kỳ thì uh, hãng Boeing cho biết là họ cần thêm thời gian để chỉnh sửa hoàn hảo những cái nhu liệu điện toán điều khiển máy bay Boeing 737 Max và Hoa Kỳ sẽ tăng lệnh cấm vận kinh tế cho với Iran vào đầu tháng 5 sắp đến. Đụng độ ở trên vùng Tây Ngạn một người Palestine bị lính canh Israel giết chết. Bên Úc thì chính phủ Úc công bố đề nghị giảm thuế đi thè, đi kèm ngân sách thẳng dư lần đầu tiên sau 10 năm. Bên Philippines thì uh, Philippines chống cái sự hiện, hiện diện của hàng trăm tàu chiến Trung Hoa chung quanh những cái đảo đang ở trong cái vùng tranh chấp. Tổng thống Algeria sẽ từ chức vào ngày 28 tháng 4 năm nay. Bên Mexico thì chính phủ Mexico sẽ không quân sự hóa vùng biên giới phía Nam với lại Guatemala. Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump sẽ dời ngày thay đổi bảo hiểm y tế sau năm 2000. Và những nhu liệu điện toán của một số hãng máy bay đã bị hư do đó một số tất rất là nhiều hãng máy bay phải hủy bỏ những cái chuyến bay của họ. Theo lời tố cáo của đảng cộng hòa thì đảng dân chủ không chịu cấp tiền cứu trợ lụt tại vùng trung tây nước Mỹ và cái bệnh ban sợi sợi ban đỏ đang ở mức cao thứ nhì kể từ khi báo động vào năm 2000. Stock của hãng Lyft đã giảm xuống dưới cái giá IPO. Hiện tại người ta đang điều tra với vụ xe hơi Hyundai và Kia bị cháy. Có thêm 4 người chết tại Mandan, tiểu bang North Dakota. Ở bên Việt Nam thì người ta nói là muốn kiếm thêm tiền, Hà Nội đã dự định lát đá vỉa hè mới cho cả trăm cái tuyến phố. Và một cái nghề mới ở bên Việt Nam đó là đăng video trên YouTube. Đây là một cái nghề kiếm được rất là nhiều tiền và bây giờ chúng tôi xin được đi vào phần tin chi tiết thì tin của Brexit là là của anh cơ dạ vâng <laughs> dạ thưa quý vị Brexit đang đi vào một cái ngõ hẹp và ông mà Michel Barnier tức là trưởng phái đoàn điều tra về điều đình Brexit của người Liên Âu hôm nay tuyên bố rằng là có rất là nhiều phần chắc chắn là sẽ có no deal Brexit vào ngày 12 tháng 4 đó là về phần của Liên Âu họ nhận xét như vậy. À, về phần của nước à, của nước Anh thì quốc hội Anh sau khi tuần trước đã giành quyền quyết định về vấn đề Brexit thì họ ngày nào họ cũng bỏ phiếu để xem tự rằng là nên theo đường lối nào nhưng mà bao nhiêu lần bỏ phiếu đều không có đưa đến một cái đa số à, cho đến ngày hôm qua họ có bốn giải pháp cuối cùng đưa ra cùng bỏ phiếu mà cũng vẫn không được à, mặc dù các cái cuộc bỏ phiếu đó đều là bỏ phiếu gợi ý nghĩa là không có buộc chính phủ phải làm theo à, nhưng mà chính phủ cũng không có cái đường nào thoát bởi vì những cuộc bỏ phiếu đó đều không có đa số cả rồi cuối cùng thì ngày hôm nay chính phủ phải thảo luận nữa để ngày mai có thể được nếu như họ thấy rằng tình hình tốt đẹp là đem ra được bỏ phiếu lần thứ tư bởi vì à, tất cả những cái chuyện đi với Liên Âu là đều căn cứ vào cái thỏa ước mà bà Mây đã ký và cái thỏa ước đó đã ba lần bác bỏ rồi mà liên ở bảo rằng chúng tôi chỉ biết cái thỏa ước đó mà thôi cho nên nếu các ông muốn làm gì nữa thì các ông cứ bỏ phiếu thông cái thỏa ước đó cho nên ngày mai thì có thể họ sẽ bỏ phiếu thêm một lần nữa nếu như họ biết chắc chắn rằng thắng cự à, tuy nhiên thì cái điều quan trọng là 10 cái phiếu uh, của đảng uh, bắc ái nhị lan thì đảng đó họ phải nói trước rằng họ không có đồng ý thì nếu họ không đồng ý thì có trời cũng không có chịu được Uh, mặc dù rằng bởi vì đảng lao động thì luôn luôn chống đối rồi thành ra đảng bảo thủ không đủ phiếu người ta nói đến một cái giải pháp thứ nhất là no deal Brexit sẽ diễn ra ngày 12 tháng 4 và nếu như mà ngày mai họ bỏ phiếu chấp thuận cái Brexit của bà May thì bà May sẽ xin uh, cho tới ngày 22 tháng 5 thì cái đó có thể được nhưng mà ngày 23 tháng 5 thì có bầu cử ở bên quốc hội Liên Âu uh, cho nên nếu như ngày 22 tháng 5 thì bắt buộc phải ra khỏi Liên Âu đó là điều chắc chắn nhưng mà có thỏa ước thì đó là điều người ta dự tính và có thể từ đây tới cái ngày mà 12 tháng 4 uh, tức là thứ sáu tuần đến đây đó thì có thể rằng là phải giải tán quốc hội để mà bầu lại một quốc hội mới xem từ những khuôn mặt mới nó như thế nào và họ có thể sẽ bỏ phiếu như thế nào để mà quyết định cái tình hình của nước Anh thì đó là những gì người ta dự định tức là có hai giải pháp một là giải tán quốc hội bỏ phiếu lại. Thứ hai là uh, no deal Brexit thì có nhiều phần Liên Âu nghĩ rằng và nước Anh cũng nghĩ như vậy mà nước Anh không có nói ra đó là no deal Brexit vào ngày 12 tháng 4 đến đây. Um, nó có hai cái mà cũng cần phải tìm hiểu rõ tại vì cũng có rất nhiều những khán giả cũng không có nắm vững tại vì cái danh từ chuyên môn họ hay dùng ở trong bản tin là soft Brexit và no deal Brexit thì cái cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua đó chỉ thiếu có 3 phiếu thôi yeah. là được thông qua cái phương pháp chính tức là cái soft Brexit. Yeah. Xin anh cơ giải thích yeah. cái soft Brexit nó ảnh hưởng và nó quan trọng ra sao so với lại cái no deal Brexit yeah. là cái giải pháp mà nước Anh có thể là sẽ sẽ làm sẽ, sẽ làm là. yeah. Yeah. thưa quý vị no deal Brexit có nghĩa là ra đi không có nợ đằng không ký giấy tờ gì hết sáu à, chục tỷ là coi như bỏ không à, nước anh sẽ ra đi thanh thản không cần à, và thứ hai là shop Brexit tức là cục Brexit nhưng mà nhẹ hơn nghĩa là nước anh có thỏa thuận với liên âu mà cái thỏa thuận này rất là nặng nề tức là shop Brexit là nước anh bỏ phiếu đồng ý với cái quốc hội với là cái đường lối kinh tế của liên âu tức là giống hệt như kinh tế liên âu trong vòng hai năm thì trong hai năm đó y chang như là liên âu giống như bây giờ kéo dài thêm hai năm nữa thì lúc bây giờ cái thời hạn chót của cái hai năm đó đó thì hai bên sẽ quyết định rằng kinh tế của nước Anh sẽ như thế nào đó là vấn đề soft Brexit tức là Brexit nhưng mà nhẹ nhàng hơn với một cái thỏa ước kinh tế của đôi bên giống y như là hiện nay nước Anh đang ở trong Liên Âu thì nước Anh ở trong Liên Âu thì phải theo kinh tế Liên Âu bây giờ đây soft Brexit là nước Anh thua tức là không ở trong kinh tế Liên à, ở trong kinh tế Liên Âu mà không có quyền bầu cử không có quyền bỏ phiếu, không có quyền đại diện, tức là họ mất hết cả mọi quyền, chỉ có cái quyền kinh tế mà thôi. thì nước anh họ không chịu cái chuyện đó. thành ra có thể là họ không chịu và bởi vì họ bỏ phiếu là họ đã không chấp thuận rồi. thì đó là vấn đề so Brexit. chúng ta uh, nói gọi cái Brexit, Brexit, Brexit có nghĩa mà tiếng tắt đó là British, British yeah. Exit, Exit tức yeah. là nước anh à, nước anh thoát uh, ra khỏi Exit tức là đi yeah. rời ra khỏi cái, Liên cái nhóm yeah. Liên Âu. Và hồi xưa là họ đã đi bầu và dân chúng họ đồng ý là là Brexit phải không ạ? Yeah, tức là, là đồng, đồng ý. ý cho nước Anh British yeah, exit, tức yeah. là rút ra khỏi Liên Âu. Nhưng mà Nhưng... ra bằng cách nào thì không ai biết, có mang bao cao su cũng mang bao cao su thì không ai biết. <laughs> 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 Hình đó còn <gọi> là <laughs> đi ra một cách nhẹ nhàng hoặc là một cách nặng nề đó là một cách nặng nề hay là cách nhẹ nhàng như là đứng dậy ra đi không trả tiền hay đứng dậy ra đi mà có trả tiền anh làm cho tôi bị đơ luôn anh đơ làm tôi bây giờ không có đơ được ai bảo anh nghĩ anh nghĩ lung mông lung anh mới nói rõ tiếng gọi là trắng đen nó rõ như vậy nhưng mà bây giờ cũng nhờ nhờ vâng cũng cũng như cái cái việc Brexit đó mà kinh tế của nó, của Âu chứng khoán của Âu Châu kinh tế của Âu Châu nó cũng bị uh, bị chững lại phải không ạ. À, vâng. mấy ngày uh, sau một cái số ngày thì nó đi lên nhưng mà mới đây thì nó đi xuống Brexit này nó cứ lên xuống lên xuống như vậy hoài. Tôi nói đàng hoàng, tôi không có à, nói, tôi không à, có à, nói. Tôi biết, nhưng à, mà tôi có tôi một tôi cái... mới hơi cười thôi mà anh trời mắt nhìn tôi. Mà. Tôi có cái động từ cũng à, nhẹ nhàng, không có nghĩ ngợi gì hết cả. Nếu mà chúng ta có thể ví von thị trường chứng khoán, nó cũng trồi sụt giống như là trăng lúc tròn lúc khuyết vậy. Dạ. Nó dạ. vô tinh, đúng không? Dạ. nó Nó trồi sụt vào anh lúc tăng dạ, lúc đời. xuống. À, cái đường biểu diễn đô thị mà theo tháng và theo những cái sự gọi như là là những cái yếu tố chính về cái ở trong bản tin sáng nay gọi là cái sức khỏe của cái nền kinh tế thế giới yeah. sau hai ngày tăng khá mạnh bởi vì trong cái cuối tuần qua như ngày hôm qua mình đã loan tin là có cái tín hiệu tốt từ cái cuộc đàm phán giữa Trung Hoa với lại Hoa Kỳ cho nên cả ba thị trường đều tăng tới 300 điểm trong cái phiên đầu tuần ngày hôm, sáng thứ hai hôm qua nhưng sau khi cái tim Brexit đổ bể vì không thông qua được thì sau hai ngày tăng khá mạnh chứng khoán của Âu châu đã trứng lại khi mà quốc hội anh như là cái phần trình bày của anh cơ vừa mới giải thích lúng túng không có lối thoát trong cái vụ mà brexit có mặc áo hay không cái chuyện đó cũng khó khăn trứng lại à. như vậy là còn đỡ cho nó chưa có đi xuống nữa là may <cười> à. <cười> nó có một cái đường biểu diễn đồ thị về cái, cái 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 biểu đồ của chứng khoán cũng hay lắm nếu nó xuống đó mà nó bao lên nó tung ngược lên thành chữ v như vậy á, thì còn đỡ mà nó thành cái hình chữ l chữ l đó nó nằm sóng xoài luôn đó là cái căn bệnh kinh tế đó là cái sức khỏe của nó tệ lắm nhưng mà nói chung cộng thêm với lại cái yếu tố là người ta thế giới cũng băn khoăn vì cái ngân hàng dự trữ liên bang của hoa kỳ trong mấy tuần trước yeah. cũng quyết định không có tăng lãi suất chưa kể yeah. một cái nữa thôi cơ xong rồi anh anh sẽ phân tích thêm cái công ty mà lớn nhất làm về thuốc của bên âu châu thụy sĩ đó Novartis đó, cũng đang phải đối diện với lại những cái thư kiện từ bên phía các chính phủ tại vì có cái vấn đề gọi là hối lộ tức là kích bách tức là là cái chuyện mà lại quả đó đó, đó. hối lộ các bác sĩ để đó. các bác sĩ viết toa thuốc của Novartis thì à, cái đó tôi cho cũng là nhẹ thôi nhưng mà cái nặng nề nhất là con số data về lao động của hoa kỳ mà có 2.000 thôi là cái đó là quá tệ thành ra nó đi xuống một cách rùng rợn là như vậy dạ yeah. lý do tại sao tổng thống trump không muốn ngân hàng dự trữ trung ương tăng cái lãi suất bởi vì yeah. tăng cái lãi suất đó là uh, bây giờ mình nói chuyện ở kinh tế uh, cơ bản của kinh tế thì nếu mà lãi suất tăng thì người ta không có đi vô chứng khoán nữa người ta đi bỏ tiền vô trong những nhà băng tại vì tiền lời nó nhiều yeah. mà lãi suất mà nó ít tức là mình bỏ tiền vô ngân hàng tiền lời nó rất là thấp thành ra là người ta sẽ đổ vô chứng khoán, người ta sẽ đổ vô trong đó để kiếm tiền nó nhiều hơn bởi vì nếu mà tiền lời nhà băng nó không có đi bằng lạm phát thì bỏ vô nhà băng để làm gì? Đó là chưa kể những người mà họ cầm tiền họ kết ở trong nhà vì họ không có tin ở nhà băng thì, thì nó lại càng Cứ nguy hiểm anh hơn. Cái kỳ vừa rồi đây còn nguy hiểm hơn nữa là sau khi uh, thị trường uh, sau khi mà ngân hàng trung ương uh, nói rằng họ không tăng lãi suất nữa bởi vì ông tâm la quá bởi vì khi họ tăng vào hồi tháng 12 đó thì nó gây ra một cái lục đoàn thị trường đi xuống dữ quá thì bây giờ họ bảo rằng họ không tăng lãi suất nữa thì cầm một thị trường tương đối gọi là uh, ok uh, nhưng mà ngày hôm qua thì ông tâm lại bảo rằng là hay mấy thằng cha này nó không nhận nó không kêu nó là giảm đi bây giờ ông lại còn buộc đòi thêm một bước nữa tức là không những không tăng lãi suất mà còn phải giảm lãi suất trở lại thì mấy ông mấy ông trong ngân hàng chỉ được đúng không này không chúng tôi không tăng lãi suất là nhiều quá rồi, không có giảm lãi suất nữa thì ngày hôm qua là cái phía chính phủ Trump với là những cái người quan trọng trong cái uh, trong chính phủ đều lên kêu ca về vấn đề là ngân hàng gì tiền ương không chịu giảm lãi suất cho nên thị trường nó mới đi xuống như vậy nữa. Yeah. Yeah. Dạ. dạ. vâng chúng ta chuyển qua bên uh, thổ nhĩ kỳ thì uh, chúng ta biết tổng thống uh, uh, ở thổ nhĩ kỳ là ông Erdogan thì cái đảng của ông uh, này á, thì hiện tại bây giờ đang mất những cái cái cái, cái phiếu À, đảng của ông mất tất cả những cái chức vụ lãnh đạo ở thủ đô ở bên um, um, Ankara rồi Istanbul thì um, cái phe chống đối của họ của của chống đối ông Erdogan thì bây giờ họ họ dẫn trước rất là là nhiều phiếu khoảng chừng 25.000 phiếu. Yeah. À, cái kết quả bầu cử vừa rồi đó thì cho thấy là giới quan sát dự đoán là sẽ có những cái sự thay đổi trong nội các của Tổng thống Erdogan anh cơ. Dạ vâng, thưa, anh, cái vừa, cuộc bầu cử vừa rồi đây ở bên uh, bên Thổ Nhĩ Kỳ là chỉ là một công, cuộc bầu cử chức vụ lãnh đạo các cái đơn vị địa phương thôi. Ví dụ như thị trường, uh, như là tỉnh trường, các cái thành phố và các khu vực mà thôi. Thì các cái thành phố lớn, ví dụ như thủ đô Ankara, thành phố Istanbul và những thành phố dọc theo bờ biển, những thành phố trù phú thì đảng phóng Erdogan thua cả riêng cái phần mà nặng nề nhất của Erdogan là thủ đô là thành phố Istanbul, thành phố lớn thứ hai của người thổ sau Ankara. thì thành phố Istanbul là ngày xưa ông Erdogan làm thị trường, cho nên ông có thế lực ở đó. và ông chỉ hy vọng rằng thắng cái đó thì đỡ mất mặt. nhưng mà hiện giờ đó thì ông đang thua tới hai chục ngàn phiếu ở đó. cái người của đảng uh, uh, AK, AK, của ông đó, thì thua tới là hai chục ngàn phiếu, nghĩa là sát đúc. thì bây giờ đây ông đang ra lệnh điều tra lại thử xem là con số đó có đúng hay là không đúng và đồng thời thì người ta nghĩ đến cái tương lai là ba năm nữa là sẽ bầu lại tổng thống cho nên bây giờ ông Erdogan phải rút kinh nghiệm cái chuyện đó để mà chuẩn bị cuộc bầu tổng thống cho chắc ăn và uh, bằng cách là uh, tôi đề nghị ông là qua gặp Việt Nam để hỏi làm sao mà có thể thẳng dễ dàng như vậy được thành ra cái đó là ông Erdogan đang còn nghiên cứu và anh vụ kiệm nói rằng ông Erdogan muốn thay đổi nội các thì chắc có thể ông sẽ cự một cái người nào đó uh, giờ thay thay từ người mà chuyên nghiệp hơn tức là họ có học tập kinh nghiệm từ các nước cộng sản bởi vì mình được đã bầu rất là tốt mà trước kia ông đã học tập rồi cho nên ông thẳng cự cái những cái kỳ bầu cử thủ tướng rồi sau lên tổng thống là ông là thay đổi chế độ mà cũng được nữa mà tại sao bây giờ ông sơ ý đến đội thua cái vụ này thì cũng là là anh anh nói yeah. là, là nước cộng sản bầu cử thật tốt nhưng mà không đúng hồi xưa Việt Nam Cộng hòa mình bầu cử cũng rất là tốt anh chín mươi mấy phần trăm chỉ có một liên danh thôi mà cũng vẫn thắng chín mươi mấy phần trăm Thì anh chị một liên danh thì đương nhiên thắng rồi đây tới nhiều liên danh thắng đến chín mươi tôi không Mình nhớ là chín mươi bảy hay chín mươi chín phần trăm nữa ờ, cũng liên quan đến tin của thổ nhĩ kỳ thì bây giờ hoa kỳ đã ngưng chuyển giao các khí cụ quân sự liên quan đến phi cơ chiến đấu f ba mươi năm cho thổ chúng ta cũng đã một lần nói sơ về cái tin này đó là Thổ Nhĩ Kỳ thì họ mua cái chiến đấu cơ f35 của Hoa Kỳ nhưng mà cái hệ thống phòng thủ hỏa tiễn phòng thủ s400 của Nga đó thì thổ cũng mua luôn mà Hoa Kỳ thì không muốn cái điều đó thì nếu mà Hoa Kỳ mà phải bán cho cho thổ những cái những cái máy bay như vậy rồi Thổ lại mua uh, cái hệ thống phòng thủ của Nga thì coi như là những cái bí mật của Hoa Kỳ bí mật về F uh, chiến đấu cơ f35 có thể nó bị lộ ra Hoa Kỳ thì ép buộc thổ phải mua cái hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của Hoa Kỳ. Do đó hiện tại bây giờ Hoa Kỳ họ ngưng chuyển giao những cái, cái khí cụ quân sự. Cái mà lý do quan đến đó, cái F-35 à, vâng. à, Cái lý do nó đến từ đâu mà Hoa Kỳ giờ chót lại quyết định không có chuyển giao các dụng cụ cho phi cơ F-38 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Được Và anh... cái này nó ảnh hưởng như thế nào trong cái hội nghị của khối NATO tại Được thủ đô đúng đúng Hoa Thành Đốn bởi vì lần thổ là một quốc gia tuy rằng không ở trong Liên Âu nhưng mà họ là thành viên của khối nato và vì vậy cho nên họ có cái bộ phận thành viên và Hoa Kỳ giao cho họ một số bộ phận tức là có quyền làm những cái cơ phần mà có liên quan tới f35 như là cái phòng lãi những cái khí cụ trong đó đầy nọc gạt tức là họ hơn những cái nước khác nhưng nước khác chỉ được mua F35 thôi nhưng mà người thuộc không những là được mua F-35 mà họ còn chế tạo được một số cơ phần tuy rằng không thiết yếu nhưng mà chắc chắn là khi họ chế tạo cơ phần thì họ phải có cái bản vẽ họ phải có cái data thì cái data đó có thể dùng để mà phối hợp với S-400 mà chống lại phi cơ F-35 đó là một điều mà Hoa Kỳ quan ngại chứ còn nếu mà bạn F-35 không mà không có chế tạo thổ không có chế tạo cơ phận thì họ không có sợ nhưng mà đây thổ có chế tạo cơ phận cho nên trước mắt là hoa kỳ ngưng ngay tất cả những cái chuyện chế tạo cơ phận đó ngay lập tức và không có bản cho môn cho thổ nữa và nói thổ rằng nếu như ông tiếp tục mua s 400 mặc dù rằng mới có ý định thôi nhưng mà chưa có mua thì họ nói rằng là nếu tiếp tục thì chúng tôi sẽ quay lương cúp phần f ba mươi lăm Ờ, Hoa Kỳ sẽ tăng uh, thêm cái lệnh cấm bệnh kinh tế vào Iran uh, uh, trong cái tháng 5 sắp đến này. Chúng ta biết tháng 5 là cái tháng đầu tiên là, là sau một năm mà Hoa Kỳ rút lui ra khỏi cái thỏa ước nguyên tử uh, với lại Iran. Iran lúc đó ký một cái hiệp ước với lại 6 nước Tây Phương. Nhưng mà Hoa Kỳ năm ngoái thì họ rút lui ra, họ nói là, là không được và Hoa Kỳ có thể sẽ... À, không còn cho phép ân hạn cho 8 quốc gia đồng minh đang được cái cái cho cái phép miễn trừ để được mua dầu dầu thô do bên Iran sản xuất thì cái đó là tin mới nhất. Dạ vâng. Tức là vẫn tiếp tục tăng thêm lệnh cấm vận kinh tế nhắm vào Iran nhưng mà số các quốc gia mà anh bảo vừa mới đề cập đã, vẫn được miễn đúng không? Dạ không hay là nó sao? Nói như thế này anh là khi cách đây một năm khi họ rút tên ra khỏi cái hiệp định và là Ngưng thiên nghiệm nguyên tử mà iran đã ký với sáu cường quốc tây phương đó đó dạ. thì mấy cường quốc kia họ cũng chửi quá ví dụ như uh, nam hàn ví dụ như trung hoa hay là liên âu họ, họ vẫn có nhiều nước vẫn còn mua dầu tối iran okay. và họ chửi quá và hoa kỳ cũng thấy rằng là mình cũng tiếc cái số dầu đó và ví dụ như họ nói rằng bây giờ nếu mà không cho chúng tôi mua dầu thì chúng tôi mua dầu ở đâu ở iran nó không bán dầu được thì cái dầu mà cần đó ở đâu ả rập không làm ra hoa kỳ không làm ra đủ thì làm sao thì hoa kỳ đành phải cho ấn hàng là cho tám quốc gia uh, then chốt nửa, quốc gia kỹ nghệ không họ mua rất là nhiều dầu uh, ít nhất là ba ngàn thùng mỗi ngày của iran và bây giờ nếu hoa kỳ thấy rằng cho về không được là bởi vì ông nội iran ông vẫn còn bán dầu được là vẫn chưa có ảnh hưởng gì cả cho nên bây giờ kỷ niệm một năm hoa kỳ nói rằng là hoa kỳ loan báo trước tức là tới tháng 5 Tức là họ chuẩn bị dư luận để tháng 5 thì họ cấm luộc Tức là họ không có chấp thuận 8 quốc gia đã mua dầu nữa. Và họ nói rõ ràng là bây giờ chúng tôi có oil cell làm ra rất là nhiều. Oil cell có thể lấp vô cái khoảng trống đó. Thì đó là cái lý luận mới nhất của Hoa Kỳ. Trở lại phần tin tức thì tin uh, liên quan đến hãng máy bay Boeing. Boeing cho biết là họ cần có thêm thời gian để chỉnh sửa hoàn hảo cái nhu liệu điện toán điều khiển máy bay loại máy bay 737 Max. Chúng ta biết là 737 Max đã bị uh, cơ quan FAA cấm không cho bay cũng như các quốc gia trên thế giới cấm không cho sử dụng loại máy bay này hay là cấm không cho những cái loại máy bay như thế này được bay qua không phận của họ. Thì uh, trước đó là hãng Boeing họ dự trù là ngày 29 tháng 3 sẽ đưa ra những cái nhu liệu để sửa chữa mang những cái nhu liệu vào hoạt động và hy vọng máy bay có thể được chấp thuận để cho bay nhưng mà hiện tại bây giờ thì cơ quan FAA của chính phủ cho biết họ cần có thêm vài tuần nữa để Boeing có thể trình bày một cách rõ ràng về những cái lỗi lầm mà cái loại máy bay này đã đã có và chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà nhu liệu được mà upgrade tức là được thay thế hay là được nâng cấp hay là được sửa đổi cũng cùng một cái ý đó nhưng mà có nhiều cái từ ngữ để mình phải để mình có thể diễn tả. À, vâng thưa anh Bảo và thưa quý vị và anh cơ, à, ngoài Hoa Kỳ đó thì Boeing mặt khác cũng cần phải thuyết phục những cái định chế về an toàn hàng không của các quốc gia rất là dè rặt sau khi mà hàng loạt những cái vụ tai nạn do phi cơ 373 anh này ra thôi, anh nói hàng loạt. <cười> trong <cười> vòng 5 tháng anh trong dạ, đó có dạ. Canada có cả Âu châu rồi có Trung Hoa là mua nhiều nhất thành thử ra đối phó để giải quyết cái vấn đề này nan giải chứ không phải là không. Dạ Cảm vâng. thưa dạ. anh nó như thế này. Thưa quý vị, <laughs> uh, thứ nhất là bây giờ máy bay làm ra thì phải bán. Bán thì phải có người mua. Các quốc gia họ mua máy bay thì họ họ không ưa mua máy bay mới. Bởi vì máy bay mà hoàn toàn mà mới hẳn, các cái series cũ thì họ phải huấn luyện cho phi công mới. Những cái máy bay mới tốn nhiều tiền quá họ không muốn mua. Cho nên điều quan trọng nhất là mua máy bay thuộc vào cái series cũ. Thì 737 là series cũ. Nhưng mà 737 cần phải upgrade để cho chở được nhiều khách hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Thì do đó 737 mới phát sinh ra là 737 Max. Tức là hai cái tuột pin, hai cái động cơ bên cạnh nó lớn hơn, bởi vì nó lớn hơn cho nên nó nặng hơn và nó phải làm sao để cho dễ bay hơn, thì bởi vậy cho nên họ mới phát sinh ra cái cái gọi là macs đó, đó dạ. cái cái mà hệ thống điều khiển chống uh, chống to tức là chống ngưng máy. Tại sao đó họ phải làm cái đó? Bởi vì khi mà cái cảnh máy bay nó nặng quá và cái tụt pin nó to quá thì nó sẽ làm cho máy bay có khuynh hướng là chốc lên và họ có cái sensor để biết rằng là chốc lên như vậy cho nên họ mới kích hoạt cái bộ phận gọi là tự động chuối mũi thì cái bộ phận kích hoạt đó nó đã được áp dụng và thành ra hai chiếc máy bay kia nó rơi là vì cái sensor nó hư nó cứ tưởng rằng phi cơ đang chốc lên nhưng mà thực sự ra thì thì phi cơ nó bay bình thường thôi nhưng mà nó thọ tưởng là chốc lên quá họ mới hạ lần chuối xuống và vì khi chuối xuống như vậy cước, phi công cước lại không được vì bộ phận đó nó tự động mà không có override bằng cách chỉ có override là tắt máy thôi cho nên họ không tắt máy và phi cơ rơi xuống thì đó là cái kết luận thành ra bây giờ đây họ sửa lại cái đó họ nói rằng bây giờ họ có thể chỉnh cái đó lại được và hồi xưa họ nói là xong rồi khi họ nói xong rồi đó thì chính phủ mình nói rằng hay ông nội FAA này là hay đi chơi với thằng Boeing thành ra ông phải cẩn thận cho để lần này nữa mà nó sửa xong mà có chuyện gì là ông chết với tụi tôi thì hạt này nó bảo là ok thôi chắc ăn cầu để vài tuần nữa đi chứ cầu sửa lè quá vậy là tôi thấy không có không có ổn là tôi sẽ phải hỏi lại thành ra bây giờ cầu vô ứng mới bắt đầu sửa lại và cầu nói rằng vài tuần nữa mới xong à, thì trước đây là cầu đã cho bay thử trên cái simulator rồi và khi bay simulator thì có data thì họ đã chỉnh sửa hết nhưng mà bây giờ vì FAA nói rằng là họ muốn ông là phải vài tuần nữa cho nên Bộ ứng cắn răng và bỏ răng vào vài tuần nữa Thì đó là à. cái nội tình à, vâng. yeah. không? À, Những người ở bên Úc Thì bây giờ họ đang à, chờ đợi Bởi vì à, chính phủ Úc Công bố đó là ngân sách Của chính phủ thẳng dư Thành ra là bây giờ nếu mà thẳng dư Thì không biết dùng tiền để làm gì Thôi bây giờ dùng tiền để Bây giờ có dư tiền rồi không cần thu thuế à, Của người dân à, Nếu mà không thu thuế thì nó cũng không đúng Nhưng mà bây giờ mình giảm thuế đi tức là thu ít lại thì bởi vì ngân sách của bên đó họ thẳng dư khoảng chừng một mười mấy tỷ thật ra một mười mấy tỷ cũng không phải là một con số lớn mà nếu mà chia đồng đều ra hết cho tất cả mọi người để giảm thuế thì không biết cũng được bao nhiêu cũng có thể nhiều tại vì cái mật độ dân số của úc đó, nó thấp À, nó ít người hơn nó thưa dân dạ. Thế các anh đây chỉ là giấy tờ thôi bây giờ chính phủ công bố giảm thuế thì dân họ khỏi giảm ít giảm nhiều gì Cũng công an vấn đề đối với họ hết nhưng mà cái chỗ này nó giảm thuế là khác hẳn ông trump ông trump giảm thuế trong khi ngân, ngân, sách hoa kỳ thâm tục còn người ta giảm thuế là bởi vì ngân sách trò thẳng dư. Yeah. nó à, trên đó hai cái nó nó hơi khác nhau thì chúng tôi cũng là lưu ý với quý vị. Không quý vị cứ bảo rằng là tôi hay cuồng trâm. <laughs> à, chúng ta chẳng cuồng ông nào hết bây giờ không biết là bây giờ hôm nay năm nay là 2019 rồi còn uh, sang năm là bắt đầu chúng ta lại lại bầu cử nữa thật là nhanh anh thấy Nhờ là mà, mới đây lắm. mới à. ông Trump chúng ta thấy ông thắng cử chúng ta nói chuyện bây giờ chuẩn bị bầu cử tổng thống thêm một lần nữa và không biết là ông Trump ông có uh, có có được tái đắc cử hay không nhưng mà có một tin cũng liên quan đến bầu cử đó là ông ông Joe Biden thì hôm qua có lẽ là mấy anh cũng nói sơ sơ à, về sơ người sơ phụ rồi. nữ uh, người phụ nữ đã ra uh, mà mà nói về cái việc ông ông Joe Biden đã làm không có đúng nhưng mà bây giờ lại có thêm một người phụ nữ thứ hai nữa. Cái bà hôm qua đầu tiên đó là là bà Lucy Flores. Bây giờ bà thứ nhì là bà Amy uh, Lappos Bà này bà nói là năm 2009 lúc mà đi uh, trong một cái buổi tiệc gây quỹ đó thì ông Joe Biden ông choàng cái tay qua cái cổ của bà và ông kéo lại sát cái mặt của bà sát để hai cái hai cái mũi nó 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 đụng nhau thì bà cảm thấy là không có 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 thoải mái trong cái việc này nhưng mà bà đợi tới 10 năm sau lúc mà ông Joe Biden ông ra ứng cử có quyết định ra ứng cử tổng thống họ người ta nghĩ rằng thì là ừ. à, trong cái tháng tư này thì ông Joe Biden sẽ thông báo thì bây giờ cái tin này được bùng ra những cái tin này được bùng ra Tôi muốn biết cái lý do tại sao lại có thêm một phụ nữ thứ hai uh, coi như là ra mặt để mà tố ông uh, Phó tổng thống cựu Phó tổng thống Joe Biden nhưng mà tôi không biết tìm người nào có lẽ là chắc phải tìm uh, thứ nhất là ông luật sư Anavanti <laughs> hai là tìm bà thượng nghị sĩ Diane Frankenstein trong cái vụ mà uh, tiến sĩ Bitsford mà uh, kỳ đà cản mũi ông Kavanov hả anh cơ? Dạ vâng, thì Đạ. trong cái vụ này đó, à, cái cô phụ nữ, cái bà phụ nữ thứ hai này bà nói một câu rất là hay và bảo thế này. À, khi mà ông kéo lại thì tôi tưởng ông là hôn môi tôi. Tôi hết hồn luôn. <laughs> nhưng mà thực sự ra không phải ông chỉ có đùng cái mũi thôi. Giống như anh nói là đùng cái mũi thôi. Nhưng mà anh bỏ quên câu thứ hai là bà nói rằng tôi tưởng là ông, ông, ông hôn môi tôi, tôi rất là bối rối. À, nhưng mà nhưng mà cái điều đặc biệt là cái khi chuyện đó xảy ra đó, là trong phòng chỉ có mấy người thôi. Còn chỉ dạ đồ gì ở phòng ngoài cả chưa có vào ăn cái này chạy ở trong phòng ăn cho nên ít người thấy lắm thành ra đó là cái chuyện riêng giữa hai người thì ông Joe Biden ông nói rất rõ rằng là trời ơi trong cái quá trình tôi làm phó tổng thống tôi đi khắp nơi tôi ôm người này tôi ôm người kia tôi chào người này nọ và tôi rất là cảm thấy thoải mái tôi không hề có một cái ý xấu nào cả tôi rất là thoải mái tôi không bao giờ cảm thấy mà lúc bây giờ đâu có ai cảm thấy đâu bây giờ đây mới nói ra thì cái chuyện đó nó vô lý thành ra ông không nói là vô lý nhưng bây giờ ông nói ra là mình nếu mọi người thấy như vậy thì tôi xin lỗi và từ nay tôi sẽ để ý mấy cái chuyện lặt vặt đó thì đó là lời của ông Joe Biden. Đúng không? Thật ra là hồi nãy mà đọc tin nó tôi có bản tin nó dài nhưng mà nếu mà tôi đọc ra hết tôi nói ra hết đó, thì coi như là giống như đá banh á một mình 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 ôm banh <laughs> mình chạy từ đầu sân tới tối sân ở đây Tim quốc mà mình chỉ nói một khúc thôi <laughs> rồi nhường lại cho quý vị nói tiếp thì nó hấp dẫn hơn không à? yeah. phải không ạ à? chứ yeah. còn mà một mình ôm bánh thì, thì buồn với lông tìm vết của ông Joe Biden bây giờ thì cũng khó trong khi cũng không có gọi là là khác gì cái chuyện mà săn san phù thủy như là ông Trump thành bây giờ ra tôi thấy tư anh à. cả còn cái chuyện là nữa là xung quanh cái vụ mà, ông Kavanaugh đó dạ. Yeah thì hồi đó đưa ông Kavanov rồi thì thực sự ra ông Tâm ông có danh sách dài lắm trong đó có một cái bà luật sư nữa thì ông nói rằng bây giờ bà luật sư đó ông để dành cho bà Ginsberg. tại <laughs> 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 vì bà Ginsberg thì bà nói rằng bà còn ở năm năm nữa yeah. nhưng mà ông Tâm ông, ông tiên đoán rằng là không chóng thì chay thì bà đi sẽ thôi thôi mà vạ lại 5 năm nữa thì ông Tâm có thể đắc cử nhiệm kỳ hai thành ra đằng nào thì ông cũng có thể để dành được cái chỗ đó thành ra ông có nói trước là có cái bà là tôi có rồi đó bây giờ mà nếu bà Ginsburg từ chức đó là là tôi để cho bà vô và yeah. và bà này thì cũng mới ở trong bệnh viện ra năm vừa rồi yeah. thì bà cũng yếu yếu lắm rồi chúng ta thấy là lý do tại sao mà rất là quan trọng những ông tổng thống họ muốn đẩy những người mà có cái khuynh hướng mà họ nghĩ là tốt cho cái đảng của họ thì họ đẩy vô trong tối cao pháp viện đó là là mà mặc dù chánh án tối cao pháp viện mà ông uh, sếp của tối cao pháp viện bây giờ ông ông roberts ông nói là không có chánh án của cộng hòa cũng chẳng có chánh án của dân chủ chỉ có chánh án mà thôi nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng đó là bên uh, cái uh, cách đây uh, mấy năm lúc mà thưa kiện về đạo luật uh, của bảo hiểm sức khỏe của obamacare mang lên đến tối cao pháp viện ai cũng nghĩ là đảng cộng hòa thắng dẹp bỏ không không cái Obamacare nó không được có thể được uh, được cho phép để ban hành nhưng cuối cùng tối cao pháp viện đã cho phép mà bây giờ khi tối cao pháp viện đã cho phép và tổng thống Trump mới đây nói rằng là có lẽ sau năm 2020 thì cái vụ Obamacare sẽ được dẹp bỏ thì cũng sẽ có kiện kiện rồi đi đâu cũng lại lên tối cao pháp viện thêm một lần nữa mà cái vụ nó mới xử đây rồi mà tại sao mang lên tối cao pháp viện nữa là bởi vì hiện tại bây giờ đã có hai ông do tổng thống trump chỉ định và nếu mà mà như anh phạm cơ nói thêm một người nữa là ba người mới vô trong tối cao pháp viện thì người ta không biết cái việc obamacare nó sẽ đi về đâu có thể là nó biến mất đó là lý do tại sao mà bổ nhiệm một chánh án cho tối cao pháp viện nó rất 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 là quan trọng và có một cái điều mà ông trump ông nói mà chúng tôi nghĩ là cần phải đúng rất là đúng đó là những người mà có những cái bệnh đang có bệnh mà, mà vẫn có yeah, thể yeah. mua được bảo hiểm như thường pre-existing condition vẫn phải được mua bảo hiểm mà, mà những hãng, hãng bảo hiểm hồi xưa họ không chịu bán bảo hiểm cho những người đã bị bệnh sẵn thì cái đó là một cái điều uh, chúng tôi hoàn toàn thấy là nó 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 không có công bằng yeah. nhưng mà cái chuyện mà có thay đổi có dẹp Obamacare đi nữa thì, thì tổng thống Trump cái đó. Yeah. vẫn phải giữ lại cái đó cái đó là một điều rất là quan trọng. Dạ, vâng. Thì ông thuyết đó. Tại vì cũng có một số, ít nhất là <laughs> hai vị thượng nghị sĩ bên đảng Cộng Hòa cũng chống ông Trump trong cái vụ mà thay đổi sửa lại Obamacare. Yeah. Yeah. Với lại ông thấy rằng là bây giờ, ông có vẻ thấy bây giờ thôi, không nên gây chiến nữa để thì giờ lo tranh cử. Mà nếu tranh cử đắc cử mà ông nghĩ rằng là cái tình hình đảng Dân Chủ bây giờ là có thể là nếu như là theo lý luận của ông Trump và nhiều người ủng hộ ông Trump thì họ nghĩ rằng là đảng Dân Chủ có thể là sẽ bị thua À, trong cái cuộc bầu cử năm 2020 chỉ vì rằng hiện nay à, đảng dân chủ không có một cái lập trường gì rõ rệt mà những cái lập trường của họ hết sức là xô bồ với lại là à, đôi lúc là nó không không có có, có 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 thúc đẩy cho người ta thích lắm nhỉ? À, đảng dân chủ hiện tại bây giờ nó có ba họ có ba cái điểm mà họ muốn đưa ra trong cái kỳ bầu cử tới này cái thứ nhất đó là họ muốn hủy bỏ cái hệ thống mà bỏ phiếu cử tri đoàn bỏ cái đó và thứ nhì đó là cho phép những người mà đã phạm hình sự dạ. là được đi bầu và cái ngày thứ ba đó là cái cái ngày mà đi bầu tổng thống đó ngày đó phải là ngày lễ đó tức là còn 46 tuổi nữa anh. Dạ. 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 tức là họ làm đủ mọi cách để nếu mà họ chúng ta nhớ là ông Al Gore ông thua là bởi vì ông thắng phiếu phổ thông nhưng mà thua cử tri đoàn ông Al Gore là, là 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 phó tổng thống hồi xưa và thuộc đảng uh, dân chủ Bà Hillary Clinton cũng thắng phiếu phổ thông nhưng mà thua phiếu cử tri đoàn. Do đó bây giờ người ta nghĩ rằng là đảng dân chủ nếu mà đi đi theo cái đường lối mà bỏ phiếu phổ thông không có tính phiếu cử tri đoàn nữa thì họ có thể thắng. Đó lý do tại sao họ thúc đẩy cái này. À, tin ở bên Mexico thì chính phủ của Mỹ Tây Cơ sẽ không quân sự hóa cái vùng biên giới phía nam với lại Guatemala thì uh, cái việc này nó đồng nghĩa với lại việc uh, họ sẽ không tìm cách ngăn chặn cái đoàn di dân uh, đang tìm cái cách xuyên qua đất Mỹ Tây Cơ để đi vô cái uh, cái cái quốc gia Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ thì hiện tại bây giờ họ mấy uh, bữa trước họ cũng đã tuyên bố là họ ngưng không viện trợ ba cái quốc gia Nam Mỹ nữa nhưng mà có lẽ là uh, họ sẽ rút lại cái đề nghị này yeah. um, tin sáng nay nghe được đó là thứ sáu này ông Trump sẽ tới vùng ở dưới San Diego để mà coi thứ nhất là lượng định cái tiến trình xây vừa xây xong được một cái khúc của cái bức tường để coi như thế nào cũng như là nhấn mạnh về cái tầm gọi là khủng hoảng ở vùng biên giới về cái làn sóng di dân. Vâng, bởi vì có nguồn tin nói rằng là ba quốc gia Nam Mỹ đó họ đang tập trung người và họ sẽ đi một cái đoàn lữ hành caravan nữa giống y như trước thì À, họ uh, hoa kỳ yêu cầu mexico can thiệp nhưng mà mexico thì bảo rằng là em trả à, nói rằng là uh, không uh, chúng tôi không có chủ trương quân sự hóa vùng đó nếu họ muốn đi hợp pháp họ muốn đi họ có giấy tờ thì họ cứ đi qua thôi chúng tôi không có thể nào cạn chuyện đó nhưng mà có vẻ như rằng là chính quyền mexico muốn nói như vậy là đôi lúc họ muốn vòi tiền ông trump yeah họ muốn thương thuyết để mà vòi tiền ông ông có cứ việc đưa tiền ra chúng tôi muốn chi cái đó thì phải tổn tiền vì ngài cứ việc đưa tiền ra thì chúng tôi chi thôi thì không hiểu ông tâm còn tiền ngoài tiền giấy bức tường để chi hay không thì không biết được nhưng mà hai bên vẫn đang còn đôi co nhau về cái chuyện này bây giờ ông tâm hứa rằng là sẽ đóng cửa biên giới nếu như mexico không có ngăn chặn được mà bây giờ bảo hoa kỳ thì đăng một cái tin rất là hay đóng cửa biên giới là dân mỹ không có ăn được avocado tươi đó nha trong vòng 3 tuần sẽ bị khan hiếm nếu không nói là bị hết. dân mỹ là chỉ có lo ăn thôi còn lo, lo quyền lời của mình trước thì đó đúng đã. sáng nói nay nói bản tin họ cũng nói abc đó là hai cái tiểu bang mà cung cấp cái nguồn trái bơ nhiều nhất là california và florida nhưng mà hai tiểu bang đó cộng lại chỉ đủ cung cấp cho toàn nước Mỹ tiêu thụ bơ trong vòng 3 tuần mở thôi. Uh, yeah. <laughs> cũng uh, liên quan đến cái việc uh, đảng uh, Cộng Hòa với đảng Dân Chủ. Thì uh, mới đây đó, đã theo lời tố cáo của đảng Cộng Hòa đó là đảng Dân Chủ không chịu cấp tiền cứu trợ tại cái vùng uh, lụt ở, uh, ở miền Trung Tây nước Mỹ. Thì không biết cái việc này có đúng hay không. Dân Chủ thì tố Cộng Hòa và Cộng Hòa thì cũng... Tố dân chủ thì có một cái dự luật của một dân biểu Cộng hòa đó là ông David Perdue, ông này là của tiểu bang Georgia, ông đề nghị là 13.5 tỷ đô la để để cung cấp cho những cái vùng mà có bị ngập lụt đó. Thì cái cái dự luật này của ông thì nó lại bất thành, nó không có được nó được, nó nó fail short, nó chỉ có 44 thuận và 49 chấm thành à, 49 chống do đó à, họ nói là đảng dân chủ này bây giờ không có cứu giúp không có lo chứ cái tiền cho cho những người cho cái vùng bị lục lội thứ nhất nếu mà cái sự thật nó là như vậy mà cho dù là bị chính trị hóa đi cũng là một cái tin tốt cho bên phía ông Trump trong cái trước mắt là cuộc bầu cử 2020 tại vì cái thành phần mà nông dân ở tại các tiểu bang vùng trung tây Hoa Kỳ đó Tương đối là những thành phần bảo thủ và những cái tiểu bang chính đó là cũng thuộc về Đảng Cộng Hòa. Chưa kể đó là cái luận cứu của bên phía Đảng Dân Chủ đưa ra đó là nói là tại sao không cung cấp cho Puerto Rico cũng là một trong những cái đảo là... được, được địa của Mỹ. dạ yeah. Tôi không biết, không nhớ rõ cái người coi như là thủ hiến của đảo Puerto Rico, coi như là thống đốc đi, một phần của lãnh thổ Hoa Kỳ. Là bên Dân Chủ hay là Đảng Cộng Hòa Nhưng mà dường như là bên phe Dân Chủ Cho nên Dân Chủ đồng lòng là muốn so sánh Cái tiền đó cũng cần phải cung cấp Tương đương với cái số tiền viện trợ Cho các tiểu bang ở tại miền Trung Tây Hoa Kỳ yeah, Bởi vì Đảng Cộng Hòa không có chịu đưa tiền cho Mexico Cho Puerto Rico Cho nên Đảng Dân Chủ nói rằng Nếu vậy thì chúng tôi sẽ không kiếm tiền đưa Midwest Thành ra hai bên đang dặn có cái yeah. điều đó Dạ yeah. yeah, vâng Uh, ngày hôm uh, hôm qua thì nhiều hãng máy bay đã bị trục uh, chặt kỹ thuật khi mà cái, cái những cái chuyến bay của họ phải uh, phải ngưng lại bởi vì trở ngại uh, kỹ thuật cho những cái cái software những cái nhu liệu uh, của những hãng như là United um, Southwest American Airlines uh, Delta Đây là những cái hãng chính mà bây giờ cái những cái nhu liệu những cái software nó bị hư thì hàng 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 trăm chuyến máy bay đã bị hủy bỏ không biết là có phải bị hacker hay là là bởi vì nhu liệu này cũng phải cần upgrade giống như Boeing 737 Max. Không phải bị hacker nhưng mà cái vấn đề đây là dường như là các hãng hàng không chính và lớn của Hoa Kỳ American này, Delta, United, Alaska và Southwest đều xài chung một cái chương trình cái software Aero Database cho yeah. nên một khi mà nó bị hư đó thì coi như là nó bị dính chùm cái công ty nào làm ra cái software này anh cơ anh cơ nhớ không? Dạ thưa tôi không biết công dạ. ty nào nhưng mà cái software này nó quan trọng lắm. Dạ. Bởi vì nó điều khiển toàn bộ cái hệ thống máy bay của các hãng lớn ở tại Hoa Kỳ khi mà họ điều phi cơ đến cái hạng này rồi họ điều máy bay đến nhiều máy bay khi họ đang bay trên trời thì họ biết rằng khi họ tới phi trường họ phải đậu ở cái cửa số mấy và ở cái cửa đó thì người ta không bao giờ để trống À, cái hạng khác nó sẽ từ đó nó nó đi ra cho trống chỗ để cái người này uh, họ họ đáp vào. Vì vậy cho nên các cái hạng máy bay đều xài chung một cái nhu liệu điện toán hết. Và cái nhu liệu đó thì cũng như mọi cái thứ khác ở uh, trên đời đôi lúc nó có trục trặc thôi thành ra cái vấn đề nó trùng trặc nó xảy ra thì nó ảnh hưởng luôn một loạt các cái đại công ty chứ không thể nào mà ảnh hưởng một vài công ty cả. Oh, yeah. của Hòa Lan. Yeah. Công ty của Hòa Lan thành lập năm 1985. Cảm trở qua bên uh, tin uh, của uh, Philoton thì uh, Philoton hiện tại bây giờ đang chống lại cái sự hiện diện của một số tàu, uh, tàu chiến của Trung Hoa ở trong cái cái, cái, cái đảo mà tất cả những quốc gia chung quanh đó đang tranh chấp, Việt Nam, Philoton và Trung Hoa tranh chấp thì hiện tại bây giờ uh, Philoton nói là có hàng trăm những cái chuyến tàu, tức là họ không biết đích xác là bao nhiêu nhưng mà nói là khoảng chừng 275 À, những cái tàu chiến lợn vợn chung quanh cái đảo này 275 tàu là cũng cũng là con số 200 tàu 230 tàu hay 275 là những cái con là cái con số Sẽ nó lớn dạ. rất là lớn mà Trung Hoa nói là không coi kỹ lại đi không phải là tàu chiến đâu có nhiều khi đó là những cái tàu đánh cá của chúng tôi À, đi qua đi lại chung cái đó. Trong chứ không tàu chiến nhưng trong... mà không vũ trang. Không vũ trang. Dạ, nói vậy đó. tôi, dự tôi, tôi kéo dạ. tàu đánh cả mà không vũ trang cái đó mới là. Bản tin lúc đầu đọc được thì bên phía Trung Hoa nó là ngộ chỉ có ba tàu thôi chứ ở đâu ra trăm mấy chục tàu. Ba <laughs> tàu. À, tới trăm mấy chục tàu nhiều quá vậy. Lỗi à, anh, sao? anh dùng chữ ba tàu ở trong cái chỗ này vừa một so với một trăm mấy chục tàu là người Trung Hoa cũng có giải thích bảo à. rằng là hay phải coi chừng là bởi vì những chiếc tàu này nó đi vô đi ra bất thường thành ra anh ngày hôm nay anh đếm rồi ngày mai anh đếm nữa đó là nó sai đi chứ không có phải rằng là chúng tôi có đông như vậy đâu có nhiều như yeah. vậy đâu chúng tôi không có nhiều người là cũng có nhưng mà bởi vì cái đi lui đi tới rồi mọi việc này việc kia thành ra phải coi chừng thì cái, cái hòn đạo này tên là đạo thị tứ hòn đạo này là hiện nay đó là philippines họ đang họ đang giữ nhưng mà người Trung Hoa họ cũng đang lạng vạng họ cũng đang có thể họ đang chỉ, họ đang muốn lấy cái đạo đó rồi đồng thời Việt Nam uh, Trung Hoa dân quốc tức là Đài Loan cũng muốn cái hòn đạo đó nữa cũng nói rằng của họ Mã Lai cũng nói là hòn đạo đó của họ thành ra đang ở trong cái đường tranh chấp nhưng mà cái đạo này thì không thuộc vào cái uh, cái bãi cảng Scarborough cái bãi cảng Scarborough thì người người Philippines họ có một cái phán quyết của tòa án quốc tế là nói rằng đạo đó là của họ nhưng mà họ lơ đi để cho người trung hoa à, đến chiếm rồi người trung hoa chiếm trong thì bảo rằng là hay em để cho quý vị vào đánh cá để cho quý vị khỏi phải ồn tức là tàu đánh cá của người phi có quyền đi vào cái bãi cảng scavoro đánh cá người trung hoa vật để như vậy thành ra câu chuyện nó êm đi nhưng mà cái đạo thì tử này là mới cái đạo thì tử này nó xa hơn và cái đạo thì tử này thì À, tàu Trung Hoa nó đang lạ vạn dữ lắm cho nên người người Philippines nó rất là giận và, và, cái điều thứ hai nữa là không thể ông Duterte nói gì về cái vụ này mà chỉ có ông à, kêu là lo về vấn đề hàng hại đó và một cái chuyên chuyên viên hay là một cái tư lệnh về hàng quân sự thì họ loan bảo cái điều này mà thôi thì người Trung Hoa cải chính họ nói rằng như anh nói là họ đếm điểm sai đó chứ còn chúng tôi không có nhiều như vậy vậy là theo lời anh bảo rằng là đó là các cái tàu đánh cảm mà không vũ trang tức là nhiều khi họ nói rằng tôi đi tàu chiến nhưng mà để đến đánh cả mà thôi bởi vì tàu đó đâu có vũ trang dạ yeah. không những cái tàu có thể là đó là những cái tàu tàu chiến Sơn màu quân sự yeah. thôi dạ yeah. <laughs> tàu chiến nhưng mà cũ rồi bây giờ bán lại cho những người đánh yeah. cá là nữ nhìn nó giống như vậy chứ không phải vậy là nữ là anh em cứ yên tâm yeah. à, có tin được hay không không thì cái đó là tùy tùy còn nếu không tin nữa thì cứ hỏi ông đuôi tê đi ông sẽ nói cho biết tàu đó tàu nào vậy? còn một phút nữa không biết anh các anh muốn nói chuyện youtube hay là chuyện bệnh sởi ban đỏ anh nói chuyện youtube hay hơn anh. dạ vâng dạ. mời anh dạ. thưa anh mọi người khi chúng ta vào coi youtube thì đều thấy rằng là có quảng cáo dạ. thành ra những cái người mà chủ mấy cái hình youtube mà có quảng cáo đó đó thì họ điểm bao nhiêu người coi thì khi mà coi đến cái số lượng nào đó thì 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 thì, thì, thì được trả tiền thì được trả tiền và trả tiền theo cái số người bấm du vào coi à, cho nên bên Việt Nam rất đông người làm cái nghề này và họ tạo ra đủ cái thứ để mà thu hút người coi bởi vì bên Việt Nam như quý vị đều biết là chính phủ họ cấm mọi thứ chuyện hết chỉ trừ có cái chuyện tàu lao trên đời thiên địa đánh nhau chữ nhau à, mọi thứ trên du là họ đều cho được coi thoải mái cho nên người Việt Nam không có việc gì làm thì chỉ vô coi mấy cái đó và coi càng nhiều thì mấy thằng cha kia rung đùi có một thằng cha đó tên là Ngô Văn Khả mà biệt hiệu của chàng trên du là Khả bạch à, chàng lấy tên là Khả bạch và chàng làm những cái du trời ơi đất hợi vòi thứ mà đắt vô cùng một tháng có thể tới cả 10.000 đô la yeah, thành ra anh cứ nghĩ mình ở đây làm được 10.000 đô la một tháng không thầy yeah, phải hả? làm 10.000 đô la một tháng Đến du tức là người ta coi ghê lắm cho nên nhiều khi quý vị vào coi thấy những cái du đánh nhau chửi lộn nhau nhưng mà mấy cái đó là họ làm để kiếm tiền cho nên họ làm rất là nhiều và anh khả bạch đây là một trong những cái nghề đó mà bây giờ đây tôi thấy cái bản tin này tôi cũng muốn thu lượm lại tôi cũng muốn đăng lên để cho quý vị thấy rằng là Việt Nam cái gì cũng làm ra tiền chứ không có phải rằng là chỉ có uh, gì đó chỉ có uh, gián lần với chính phủ thôi mới làm ra tiền đâu tham nhũng không không phải chỉ có tham nhũng cái gì cũng làm ra tiền ở Việt Nam yeah. Dạ vâng, còn chúng tôi thì chỉ có một cách kiếm tiền thôi đó là à, bán điện phải không? Dạ không, chạy quảng cáo. Bây giờ hiện tại bây giờ là đang đội cái nón của Việt Radio, Việt TV do đó chúng tôi bắt buộc phải tạm chấm dứt chương trình để chuyển qua phần thông tin thương mại và xin hẹn lại với quý vị vào sáng ngày mai.